Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta tiếp tục xem cái quá trình thả tính nhau của cặp đôi gà bông cute Fumewa Nishikata và Takagi. Trong phần này thì thanh niên ngáo ngơ kia cũng đã mạnh dạn hơn được một chút rồi đó. Không để các bạn hồi hộp chờ đợi, chúng mình cùng đi đến những diễn biến chính của bộ phim ngày hôm nay. Tập 1. Bước sang năm mới, Nishikata cùng với Takagi vẫn được học chung lớp với nhau và cũng vẫn được ngồi kế bên nhau như trước. Có bộ năm nay anh chàng ngại ngùng thể nào cũng bị cô nhóc bàn bên treo ghẹo nữa cho mà coi. Chuẩn bị vào tiết học tiếng Anh của ông thầy giáo đáng sợ, Nishikata loay hoay tìm kiếm một vật gì đó trong cặp của mình. Takagi bèn đoán ra được là anh chàng này quên đem sách giáo khoa tiếng Anh. Biết không thể nào giấu được cô nhóc nên là ổng thừa nhận luôn. Thế vậy, bà nhỏ liền đề nghị cậu ghép bàn lại rồi xem chung sách với nhau. Đã biết cậu bạn kế bên hay ngại ngùng đỏ mặt rồi mà bà này bắt còn ghi hẳn lên sách nói rằng mình rất vui vì được ở gần cậu hơn bao giờ hết. Cha nội này vừa đọc xong thì cái mặt đỏ hơn nữa, y chang như là ai đánh má hồng cho ổng vậy á. Ổng cũng dám chắc rằng là bà nhỏ chỉ đang trêu chọc cậu để xem phản ứng mà thôi. Nishikata quay sang thấy Takagi có vẻ nghiêm túc thì nghĩ rằng chắc là cô nhóc này có cảm tình với mình nên là mới viết như vậy. Thế nhưng sau khi lật sang trang sau thấy được cái dòng chữ là tôi chỉ trêu thôi thì mặt của ổng lại tức đỏ mặt nữa. Hôm sau khi lên lớp, Takagi thấy Nishikata loay hoay với một đồng xu được buộc vào cọng chỉ trắng. Hỏi ra thì mới biết là anh chàng muốn thực hành thao tác thôi miên đã xem trên TV tối qua. Thế vậy cô nhóc liền xung phong thử nghiệm xem nó như thế nào. Sau khi làm thử vài động tác thì có vẻ như là bà nhỏ này đã bị thôi miên. Tuy nhiên Nishikata không tin lắm nên đã hỏi thử vài ba câu để xem thực hư thế nào. Ổng kêu bả là chọt ngón tay vô lũng mũi ra coi bả phản ứng như thế nào thì bả lại đưa tay sang chọt lấy hổng. Cha nội này tính nhân cơ hội làm bẻ mặt bà nhỏ nhưng mà đâu có ngờ được là từ nãy đến giờ bà chỉ giả vờ thôi đâu. Cũng may lúc này trong lớp chưa có ai chứ không thôi là Nishikata chắc phải đội mấy cái quần mới đỡ quê vì làm ba cái trò con nít. Tan lớp, Takagi cùng với cậu bạn bàn bên đi dạo ra bờ sông và hẹn kèo thách đấu trò lia đá trên sông. Anh chàng còn tự tin khoe với cô nhóc là cậu đã nảy đá được 15 lần nên là chắc cú phần thắng. Hôm nay sẽ thuộc về mình. Ai dè, lúc thi đấu bà nhỏ chơi ăn gian thế nên là cậu lại bị thua nhục nhã. Không phục nên lượt tiếp theo Nishikata muốn phục thù nhưng mà sơ ý đụng phải cô nhóc vì vậy cậu nhanh trí nắm tay và kéo cô lại vào trong. Động tác này đồng nghĩa với việc là cậu lại là người bị ngã xuống sông ướt như chuột lột kèm theo là khi nãy thua trò lia đá nữa khiến cho cậu trông thật là thảm hại. Rốt cuộc thì nguyên ngày hôm nay ổng vẫn chưa thắng được cái bà nhóc này lần nào. Tập 2. Sáng hôm nay thời tiết đã chuyển sang mùa đông nên là trên đường đi học Nishikata cùng Takagi nhìn thấy một mảng nước đã đóng thành băng. Anh chàng ngây ngô từ nhỏ đã có kinh nghiệm cầm những tảng băng này rồi nên là rất thích thú khi nhìn thấy chúng. Hơn nữa, cô nhóc tinh nghịch còn thách đấu với cậu xem ai là người cầm được tảng băng to hơn tới trường mà không bị rớt bể thì sẽ thắng. Với chút tự tin trong người nên là Nishikata đã cầm một cục băng to hơn của Takagi gấp 3-4 lần. Dọc đường cô nhóc tinh nghịch cũng đôi lần treo ghẹo cậu làm cho cậu sao nhãng để rồi bị rớt cục băng. Tuy nhiên, anh chàng vẫn còn tỉnh táo để không bị lung lay. Nhưng cuối cùng thì khi nghe tới hình phạt người thua phải sưởi ấm tay cho người thắng thì Nishikata lại bất chợt giật mình rồi đánh rơi nguyên cục băng khiến nó vỡ tan tành. Ai mà có ngờ cái việc Takagi nói ở đây chỉ là việc đưa cho cô nhóc miếng giữ nhiệt để sưởi ấm tay mà thôi. Thế mà cô nhóc lại tưởng bở suy nghĩ lung ta lung tung thành ra thua cuộc nên là tức đỏ mặt không nói nên lời. Hôm sau thì muốn trả thù chuyện bẻ mặt trước đó nên là anh chàng ngại ngùng lại bày trò. Do hôm qua cậu mới vừa cắt tóc ngắn một chút nên là cậu muốn cô đoán xem mình đã thay đổi gì về ngoại hình để coi bà có nhận ra hay không. Nhưng cậu lại không ngờ việc này càng khiến cho cậu ngại ngùng hơn nữa. Khi mà cô nhóc cứ liên tục áp sát vào người cũng như là dùng mũi thử ngửi xem trên cơ thể của cậu có gì thay đổi. Trước đó, Takagi đã biết cậu này cắt tóc rồi nhưng mà cổ vẫn muốn tranh thủ cơ hội ngắm cậu thêm một chút. Con gái gì mà bạo dạn hết sức. Thời gian lại trôi đến sáng ngày Valentine, Nishikata vẫn cùng với cô nhóc tinh nghịch tới trường như thường lệ. Ngoài mặt trông bình thản thế thôi chứ trong lòng cậu nhóc vẫn đang thấp thỏm. Ông không biết là hôm nay bà kia có tặng sô-cô-la cho mình hay không hay là lại tìm cách treo ghẹo nữa đây. Cơ mà tới khi tiết học cuối cùng kết thúc thì cậu vẫn chưa nhận được cái gì cả. Mãi đến khi cậu mở tủ giày của mình ra mới phát hiện được là có quà được bỏ vào đó. Cùng lúc đó Takagi xuất hiện nói rằng cô biết người đã bỏ hộp quà vào tủ cho cậu đang ở rất gần cậu. Kèm theo đó tặng cho cậu một viên sô-cô-la khác và nói cái này chỉ là tình bạn thôi. Điều này ra hiệu cho ổng là cái hộp quà kia thì sẽ có ý định khác đó mà. Không biết cha nội này có hiểu ý của con gái người ta hay không mà cứ im im không dám nói năng gì nữa luôn. Tập 3. Đến cái hôm cả tháng 4 cả hai cùng nhau đi dạo, bà kia thì nghĩ là hẹn hò nên là vui ra mặt. Cha nội này thì rủ tới tiệm bánh kẹo và xào xạo nói là cả tháng 4 thì cái tiệm đó giảm giá á. Đến nơi thì tiệm giảm giá thiệt, coi như là bước đầu trả trôn bà không có thành công rồi. Mãi một lúc sau Takagi nói rằng hiếm khi mới có dịp chỉ có hai đứa mà thôi nên là muốn cậu có thể nói chuyện bình thường và không nói dối. Bất ngờ cô nhóc hỏi cậu rằng trước đây đã từng ngượng ngùng vì cô hay chưa.
Do là đã ra quy định không nói dối nên là anh chàng không dám mặt đối mặt trả lời mà gục xuống bàn. Sau đó thì ổng thừa nhận rằng mình đã e ngại khi đứng trước cô nhóc. Ba nhỏ nhà ta còn thổ lộ mong muốn rằng lên năm 2 sẽ được học chung một lớp với ổng nữa khiến cho ổng đỏ mặt tiếp. Sau đó, cả hai cùng rời cửa hàng bánh kẹo để đi đến công viên ngắm hoa anh đào cùng với hội bạn cùng lớp. Tối đến, khi đọc cuốn truyện tranh yêu thích, Nisekata mới nhận ra lý do tại sao cô luôn bị Takagi trêu chọc. Mới ngay tuần đầu tiên của năm thứ nhất, cậu đã bị cô nhóc trêu chọc đến nỗi tức không nói nên lời. Lúc đó, cô bạn nghĩ ra cái sách là nói trống không với cô bạn cùng bàn để có thể áp chế được bả. Nhưng khi cậu thực hiện lại không dễ dàng gì mà khiến cho cậu càng thêm khó xử nên là quyết định nói rõ lý do mình làm như vậy cho bà nhỏ nghe. Takagi nghe xong liền bật cười và nói rằng muốn Nisekata xưng hô trống không như vậy. Vì theo cô, chỉ những người thân thiết với nhau lắm thì họ mới xưng hô kiểu đó mà thôi. Cha nội nhà ta bị bà nhỏ dọa tinh thần kiểu này thì làm sao mà gọi như vậy được nên là từ đó trở về sau ổng luôn bị yếu thế hơn. Nhưng tới bây giờ thì ổng mới nhận ra từ sau lúc đó thì cô nhóc tinh nghịch đã luôn gọi trống không tên cậu rồi. Tới đây chắc mấy bạn viewer hiểu mà đúng không? Cha nội này mà không hiểu nữa thì cũng bó tay. Sau kỳ nghỉ hè thì cũng là lúc cả hai cô cậu nhập học và bước vào năm 2. Nisekata cảm giác từ giờ mình đã ra dáng đàn anh lớp trên rồi nên là chắc nịch rằng cậu sẽ không bị trêu chọc nữa. Vừa nhìn thấy Takagi vào lớp, cậu quyết định là sẽ gọi trống không tên của cô nhóc luôn, cơ mà cậu vẫn chưa thể làm được. Với quyết tâm sẽ trở thành đàn anh đàng hoàng nên là cậu chấp nhận để cho cô nàng tinh nghịch kiểm tra thử. Ai ngờ bà nhỏ lại trêu chọc cậu bằng những câu thoại trong bộ truyện tranh mà cậu yêu thích. Cái kết của đoạn hội thoại này, nếu theo cốt truyện thì nam chính sẽ phải thả tính nữ chính. Cơ mà đối với Nisekata thì việc này rất khó, sao mà cậu làm được nên là chịu. Ấy vậy mà hồi sau cậu cũng đã buộc miệng gọi trống không tên của Takagi khiến cho cô nàng thích thú và cho phép cậu từ nay về sau có thể gọi như vậy. Tập 4. Nhờ tập thể lực hàng ngày nên là Nisekata luôn thắng trò vật tay và tự tin về thể lực của mình trong lớp. Nhưng chả không thể làm gì với mấy cái trò treo ghẹo của bà mắm kia. Hậu quả là phải dọn vệ sinh của lớp vì lỡ làm ồn tí ông thầy chủ nhiệm. Bà quậy kia cũng có ý tốt nên là ở lại giúp ổng dọn dẹp. Sẵn tiện là rủ ổng chơi vật tay luôn. Ý y là sở trường của mình nhưng mà ai dè sơ hở có một tí là đã bị thu ngược. Cảm thấy không phục thì ổng rủ solo tiếp. Nhưng mà với những mánh khóe của cái bà quỷ kia thì thằng chả không có cửa để thắng. Dọn dẹp xong thì cả hai cùng ra về và anh chàng ngại ngùng phải mua nước đãi cô nhóc vì đã thua trong trò vật tay. Cha này tính ra dáng người lớn nên là đã chọn cho mình một lon cà phê. Ai dè lúc uống thì nó đắng bà cố luôn mà ổng phải ráng chịu để dụ bà kia uống chung. Tuy vậy bà nhỏ lại chọn một lon soda và mời ổng uống cùng. Cô nàng còn nói rằng đây cũng có thể coi như là một nụ hôn gián tiếp khiến cho cậu nhóc ngại ngùng không dám thử. Bà cũng biết là thằng chả tính ra rẻ nên mới chọn cái lon cà phê đó nên là làm cho ổng xấu hổ muốn độn thổ luôn. Hôm sau, Nisekata cùng với Takagi tới trường, tuy nhiên hôm nay khác với mọi ngày là cậu nhóc không đi xe đạp nữa. Thế vậy anh chàng ngại ngùng liền muốn phân thắng thua bằng việc là đoán lý do thật sự khiến cho cô nàng đi bộ đến trường hôm nay. Do hôm qua trong lúc vô tình cậu đã nghe thấy Takagi than phiền về chiếc phanh của xe có vẻ bị hư nên là nghĩ rằng đó là lý do. Thế nhưng, để chắc chắn về câu trả lời của mình nên là cậu chưa vội ra đáp án. Trên đường tới trường, cô nhóc tinh nghịch còn dắt cậu đi ngang những con hẻm có bậc cầu thang mà thường ngày không đi được để ngắm nghía xung quanh. Takagi còn đặc biệt dẫn Nisekata đi ngang con đường có rất nhiều mèo vì biết cậu thích chúng. Chắc là bà nhỏ này làm vậy để đánh lạc hướng cha nội này thôi. Cuối cùng, cậu cũng đưa ra đáp án là do bị hỏng phanh nên là cô nhóc mới không đi xe đạp. Ấy vậy mà đó không phải là đáp án đúng. Đơn giản chỉ vì Takagi muốn thấy được khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Nisekata nên là mới chọn đi bộ thay vì đi xe mà thôi. Bà quậy này còn tiết lộ rằng trước đó có nói về việc muốn nắm tay cậu đi học suốt quãng đường. Nhưng chắc có vẻ anh chàng này lại xem rằng đó chỉ là câu nói đùa. Ông đâu có ngờ được là bà nhỏ này có tình ý với ông đâu. Không biết nên nói cho nội này là ngây thơ hay là vô tâm nữa đây. Tập 5. Tối qua, coi được bộ phim cao bồi nên là sáng nay thằng chả học theo để chơi trò đặt câu hỏi với bà kia. Takagi nhanh chân đòi chơi trước. Bà hỏi ổng là ai là người mà Takagi thích, nhìn mặt thằng đần này là biết không có trả lời được rồi. Mà đã không trả lời được thì phải bị hỏi nữa. Câu tiếp theo là người mà Takagi thích có ở trong lớp này không? Ổng trả lời là không, thế là bị cù lét. Suy nghĩ một hồi thì mới biết là người Takagi thích đang ở trong lớp này. Ai cũng biết hết, có một thằng đần này là nó không biết thôi. Ngày nghỉ cuối tuần cũng trúng dịp sinh nhật của Nisekata nên là mẹ đã nhờ cậu tự ra cửa hàng bánh ngọt để nhận bánh kem. Trên đường ra đến nơi thì trùng hợp bắt gặp cô nhóc Takagi cũng đi ra đó. Cô nhóc thấy xấu hổ nên là nhất quyết không nói rằng mình sẽ đi đâu cho cô này nghe. Sau đó còn bày trò đoán nơi đến của cô nhóc tinh nghịch nhằm đánh lạc hướng của bà. Thế nhưng Nisekata đâu ngờ được rằng là cái bà này đi guốc trong bụng của ổng đâu. Bà đọc thấu được suy nghĩ của cậu thế nên là không thể nào cãi lại được. Cuối cùng vẫn là cả hai đi cùng nhau đến tiệm bánh ngọt. Takagi biết hôm nay là sinh nhật của cậu bạn bàn bên nên đã chuẩn bị sẵn món quà sau đó nhận thêm bánh ngọt rồi mới tặng cho cậu nhóc.
Chắc đây cũng là lần đầu mà ổng nhận được quà nên là khuôn mặt mừng rỡ ửng hồng, tỏ ra không thể tin được. Về đến nhà, cậu liền mở quà ra xem thì thấy cô nhóc tặng cho cậu một chiếc bánh ở cửa hàng và một cái móc khóa có in hình của nhân vật nữ chính trong cuốn truyện tranh mà cậu yêu thích. Hôm sau, trong lúc cả hai đang trên đường đi học thì Nisekata bị nhảy mũi hắt hơi. Cứ nghĩ rằng mình bị cảm nhưng mà Takagi cho rằng là chắc con nhỏ nào đang nhắc cậu trong câu chuyện của nó rồi. Kiểu như là đang nói xấu sau lưng vậy đó. Tan học, anh chàng ngáo ngơ tranh thủ lúc chỉ có hai người đi chung bèn lấy món đồ hôm qua cô nhóc tinh nghịch tặng cho mình ra xem. Tiện thể, cậu cũng ngại ngùng nói cảm ơn cô nàng về món quà. Nói có câu cảm ơn vậy thôi mà mặt ổng lại đỏ hết lên rồi. Người ta nhìn vào tưởng ổng đang tỏ tình bá không á chứ. Tập 6, hôm nay là ngày kiểm tra môn thể dục nên là Nisekata đã thách đấu với Takagi về điểm tổng kết của bài thi. Nếu cậu thắng thì sau này cô nhóc sẽ không trêu chọc nữa, và đổi ngược lại, nếu cô nhóc thắng thì sau này cô muốn mãi mãi vẫn sẽ tiếp tục trêu chọc ổng. Anh chàng ngáo ngơ tự tin rằng kỳ này mình sẽ chiến thắng vì suốt một năm qua cậu đã kiên trì luyện tập thể lực ngày qua ngày. Toàn bộ các môn cậu đều vượt qua với điểm rất cao, duy chỉ có một môn gặp người là ổng đạt điểm kém. Trong khi Takagi với sự dẻo dai nên đã dễ dàng đạt điểm tối đa trong môn này. Còn lại một môn cuối cùng là lực nắm tay và cũng là môn mà Nisekata tự tin mình sẽ đạt điểm tối đa nhất. Tới lúc chấm điểm thì thằng bạn thân lại mắc đi vệ sinh nên là cô nhóc tinh nghịch tranh thủ thời cơ đến chọc ghẹo cậu. Với trình độ của bà nhỏ thì việc khiến cho cha nội kia sao nhãn không tập trung được là quá dễ dàng. Bà đòi đứng ngoài cổ vũ cho ổng thi, xong nhân cơ hội đó móc vài câu làm ổng giật mình sơ ý rồi dính điểm thấp luôn. Cứ nghĩ tới đây là tồi đời rồi nên là cậu chịu thua luôn. Ai dè, tới cuối mới biết là điểm tổng kết tất cả các môn của cậu cộng lại vẫn cao hơn điểm của cô nhóc. Thanh niên này cay cú lắm nhưng mà vẫn không thể làm được gì. Thi xong môn thể dục cũng là lúc trường tổ chức buổi cắm trại trong rừng cho các học sinh. Sau buổi cắm trại này thì công việc làm ủy viên ban tổ chức của Nisekata cũng đã kết thúc. Anh chàng ngại ngùng, vui vẻ hơn khi mà từ nay về sau sẽ lại được tiếp tục tan học hàng ngày cùng với cô bạn thân cùng bàn của mình. Thế nhưng, tới lúc tan học thì ổng lại ngượng ngùng không dám thừa nhận điều này trước mặt Takagi. Vì muốn phục thù chuyện thu nhục nhã trong ngày thi thể dục nên là Nisekata thách đấu với cô nhóc tinh nghịch về trò bóng ném. Cậu về nhà lấy bóng sau đó trở ra khu đất trống gần đó để cùng nhau thi tố. Anh chàng ngại ngùng còn nhường lượt ném đầu tiên cho Takagi nữa. Nói về mấy cái mánh khóe ăn gian để làm đối thủ mất tập trung thì không ai qua được cái bà nhỏ này hết trơn á. Hiện tại cũng vậy, chỉ với vài câu nói thôi đã khiến cho cha nội kia sao nhãn không tránh được trái bóng bà ném ra. Thanh niên cây cú không chịu nên là đòi tiếp tục đấu nữa. Nhưng mà cái tật suy nghĩ lung tung của cha này không có bỏ được nên là vẫn bị thua trước cô nhóc mà thôi. Vì bị thua trong trò bóng ném vừa rồi nên là Takagi bắt Nisekata mua đồ ăn vặt chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai. Cô nhóc tinh nghịch cũng sẽ trả tiền thêm cho một vài món ăn yêu thích của mình nữa. Sau khi chọn xong đồ ăn vặt, cả hai lại thấy đói bụng nên là quyết định mua mì ly ăn chống đói tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hai đứa cùng ngồi ăn với nhau nên là bà này bà cho rằng việc này giống như là đang hẹn hò vậy đó. Bây giờ mà có đám bạn cùng lớp mà thấy chắc là sẽ nghĩ giống vậy luôn. Cái miệng tâm linh nói đâu chúng đó, vừa dứt lời thì hai thằng bạn thân của Nisekata bước vào tiệm tạp hóa cũng để mua đồ ăn vặt ngày mai. Trong thâm thâm của anh chàng ngáo ngơ thì lại muốn giải thích việc ngồi ăn chung với Takagi không phải là hẹn hò cho hai thằng kia cơ mà cái miệng không dám mở ra nói. Hai thằng kia nó cũng biết ý nên là tranh thủ mua rồi giọt lẹ chứ không làm kỳ đà cản mũi nữa à. Kỳ này là hai ổng mà vô lớp là đồn tùm la tùm lum, có khi cả trường đều biết là hai ông bà này có tình cảm với nhau ấy chứ. Tập 7. Bắt đầu chuyến dã ngoại trong rừng thì chụp tấm ảnh kỷ niệm tập thể cái nè. Mà nhìn tấm ảnh thấy hai đứa này nó hơi bựa bựa nghe. Cả hai bắt cặp đi chung với Mano và Nakai. Nửa đường thì hai đứa kia nó đánh lẻ nên là hai ông bà này cũng đánh lẻ theo. Đúng lúc trời mưa thì cả hai đã kịp trú trong cái lều nhỏ trên đường để làm không khí bớt ngại ngùng khi mà lửa gần rơm sợ ngày nó cháy. Hai ông bà đã chơi cái trò đoán đồ ăn. Bà yêu cầu ông này phải đút cho mình ăn chứ mà để đụng vô món ăn thì biết món gì mất tiêu rồi. Vì ngại chạm môi nên là ông đã đút thanh que sô-cô-la, nhưng mà đây là cái món dễ đoán nhất mà cha nội này. Thế là ổng đành chịu thua. Mưa đã tạnh thôi thì di chuyển tiếp chứ ở đây hồi sợ thằng này nó lên cơn nó lột đồ con nhỏ quá. Sau bữa ăn tối thì cũng là lúc cả lớp sẽ quay quần bên nhau đốt lửa trại và nhảy truyền thống luân phiên với nhau. Takagi nhân cơ hội này thách đấu với Nisekata rằng nếu cậu nắm được tay của cô nhóc thì sẽ thắng. Nghĩ tới chút nữa mình sẽ nhảy truyền thống thế nào cũng sẽ có cơ hội để nắm tay nên là ngay lập tức cậu đã đồng ý. Trước khi đốt lửa trại, cả lớp còn đồn âm về lời tiên tri đã được truyền qua bao thế hệ. Nếu cặp đôi nào nắm được tay nhau khi bài hát kết thúc thì coi như là chuyện tình của bọn họ sẽ là song phương. Có nghĩa là cả hai đều có tình ý với nhau đó. Chính vì vậy nên là ai cũng háo hức khi tới bài nhảy. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, trong trò nhảy truyền thống thì sẽ chia ra nam nữ nhảy xen kẽ với nhau sau mỗi nhịp điệu. Vậy mà tới khi kết thúc bài hát thì anh chàng ngại ngùng với cái bà quậy này mới gặp nhau và cũng chưa kịp nắm tay nhau nhảy điệu cuối cùng. Thế là cha nội này tiếp tục thua với một chút tiếc nuối hụt hẫng nhẹ nhẹ.
Tới tối, Nishikata nằm chằn chọc mãi không ngủ được nên là cậu bèn mò ra bên ngoài đi dạo. Tình cờ Takagi cũng giống cậu, thế nên là cả hai cùng đứng ngắm sao trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên lúc này ông thầy chủ nhiệm lại đi kiểm tra khu vực xung quanh nên là hai cô cậu liền nhảy xuống phía dưới khe đá để chống tạm. Vì để tránh bị phát hiện nên là cô nhóc tinh nghịch muốn cả hai núp thêm một lát nữa rồi hẳn ra. Trước đó thì bà nhóc vừa có suy nghĩ hy vọng sẽ được ngắm sao cùng với cậu bạn cùng bàn. Ấy vậy mà bây giờ điều ước đã thành hiện thực luôn rồi. Coi vậy chứ bà nhỏ nhà ta rớt cho nội kia dữ lắm rồi đó mà ông cứ ngáo ngáo kiểu gì ạ. Tập 8. Hôm nay tới phiên trực nhật của hai anh chị nhà ta. Lợi dụng lúc dọn dẹp trong nhà kho u ám, Nishikata đóng cửa lại vờ như nó bị hư để nhốt cả hai lại. Tưởng bà kia bà sợ, ai ngờ con bé thông thả nằm ngủ trên đệm phao ngon lành. Phải mà dọa mấy cái trò biến thái may ra nó mới sợ ông nội ơi. Tới khi bà kia bà dậy, bà nói ở trong này lâu quá, nhiều khi mấy đứa bên ngoài đồn hai đứa đang trốn hẹn hò thì toang. Sợ bị đồn bả đồn bậy nên là Nishikata loay hoay thế nào đã ngã cắm mặt làm đầu gối bị chảy rớm máu. Cả hai đến phòng y tế mà không thấy cô y tế đâu, nên là Takagi đã sát trùng giúp cậu bạn của mình với điều kiện là ổng mà la đầu là thua à nha. Cứ nghĩ là Nishikata sẽ vượt qua được, thế nhưng với một vài mánh khóe của Takagi thì cậu nhóc đã nói ra từ đâu và bị thua cuộc. Gì chứ ba cái trò ăn gian gạ kèo này làm sao mà thắng được cái bà quậy này. Lúc sau Takagi còn cố ý gạ cho nội kia để được nắm tay nữa cơ, mà ổng còn nhát gái quá chỉ biết đỏ mặt tía tai chứ nhất quyết là không chịu nắm tay con người ta. Hôm sau trên đường đi học về, anh chàng ngại ngùng có nói về ước muốn của mình nếu trúng số cho cô nhóc tinh nghịch nghe. Đối với cậu nhóc ngáo ngơ năm 2 thì việc có được thật nhiều loại game hay và manga đã là một cái gì đó rất lớn lao rồi. Còn đối với cô nhóc tinh nghịch thì muốn có được quần áo đẹp cùng với giày dép cặp sách. Bên cạnh đó, cô nhóc còn muốn sẽ có thêm được một chuyến du lịch cùng với người mình thích. Bất ngờ Takagi quay sang hỏi Nishikata có nơi nào mà cậu nhóc muốn đến hay không. Đang mải mê suy nghĩ nên là cậu đã trả lời nơi mình muốn đến cũng là lễ hội hè. Thế là câu chuyện của hai người lại quay sang những việc làm khi được đến lễ hội đó. Lúc này anh chàng ngô ngơ cứ thấy sai sai ở đâu nhưng mà chưa suy nghĩ ra được. Nói chuyện một hồi bất giác, Nishikata quay sang vừa tính mở miệng ra rủ Takagi đến lễ hội hè năm nay thì giật mình sực tỉnh. Cậu vừa nhận ra suýt nữa là mở mồm chủ động nói hớ hên rồi nên là thôi không dám nói nữa. Cha này coi vậy mà nhát gái dữ thần à. Tập 9. Nishikata cùng với Takagi đến trường sớm để trực nhật. Cả hai cũng không quên bày trò thách đấu nhau. Đối phương đưa ra câu hỏi và người còn lại khi trả lời kèm hành động. Nếu đúng theo chiều ngón tay của người kia thì sẽ bị thua. Anh chàng ngại ngùng thắng trò oán tù tì nên là đặt câu hỏi trước nên là rất tự tin về câu hỏi của mình. Ông cũng biết rằng thông thường suy nghĩ và hành động sẽ đi chung với nhau. Nhưng mấy cái trò vô tri này làm sao có thể làm khó cho cô nhóc được. Bà nhỏ dễ dàng vượt qua được câu hỏi đầu tiên. Đến lượt Takagi hỏi lại Nishikata thì ông lại bị mắc bẫy của bà. Bà hỏi luôn câu rằng ông có thích bà không? Cô nàng biết cậu sẽ không gật đầu thừa nhận nên đã chuẩn bị sẵn ngón tay sẽ đưa lên khi mà cậu hành động rồi. Đúng y chóc cho nội kia ngước mặt lên chứ một mực không gật đầu thừa nhận. Thế là bà nhỏ vẫn là người chiến thắng. Không biết sao mà lúc đó trong đầu của cậu nhóc chỉ có nghĩ được sẽ gật đầu hoặc ngước lên mà thôi chứ không nghĩ đến việc xoay đầu sang hai bên. Ngày hôm sau vì muốn phục thù nên Nishikata đã chuẩn bị một cái hộp ngạc nhiên tính đưa cho Takagi khiến cô bất ngờ. Nhưng trong suốt buổi học tới tận lúc ra về, cậu nhóc vẫn chưa có cơ hội đưa cho cô nàng vì có cảm giác hôm nay tâm trạng khác lạ mỗi ngày. Trên đường đi học về, cậu phát hiện xe đạp của cô nhóc tinh nghịch đậu ở sân của một ngôi đền thờ nên là ghé vào xem thử. Đi tìm một hồi, anh chàng ngại ngùng cũng thấy cô nhóc ngồi thẫn thờ phía sau đền với vẻ mặt trầm tư. Tính lẳng lặng ra về để tránh làm phiền nhưng mà bất cẩn làm rơi chiếc hộp ngạc nhiên xuống đất. Thế vậy Takagi bèn nhặt lên và mở nó ra thì bất ngờ xuất hiện trong đó là một đám bông gòn dễ thương. Cô nhóc cũng ngạc nhiên hơn vì nghĩ rằng chỉ vì muốn đưa món đồ này cho cô mà cậu bạn tìm đến tận nơi đây. Nhưng thật ra cả ngày hôm nay là bà nhỏ không treo ghẹo cho nội kia nên là ông mới thấy lạ lạ rồi muốn tìm hiểu mà thôi. Lúc sau, bà cũng lấy lại được tâm trạng vui vẻ và nói rằng do khi sáng cãi nhau với mẹ nên có chút hơi buồn. Đến tối khi vừa ôn bài xong thì thằng bạn thân trong lớp gửi tấm ảnh chỗ cánh tay co lại rồi gửi cho Nishikata với ý muốn treo ghẹo cậu thôi. Với đầu óc ngây thơ của ông này thì việc ông nghĩ tới cái mông đầu tiên cũng đâu còn gì xa lạ. Lúc sau thì mới biết được tấm ảnh đó chỉ đang chụp cánh tay. Đúng lúc đó, Takagi cũng nhắn cho cậu nên là nhân cơ hội cậu gửi luôn tấm ảnh này qua cho cô nhóc với mục đích là muốn trêu cô nàng. Thấy vậy chứ đâu có dễ lừa được bà đâu, bà nhỏ phản công bằng cách là hỏi cậu có thích bít tết không. Định là sẽ nhắn trả lời lại mình thích nhưng mà cậu nhanh trí thêm chữ bít tết vào sau đuôi để tránh bị nghĩ rằng mình đang tỏ tình. Không chịu thua, cô nhóc tinh nghịch còn nhắn thêm vài câu nữa định sẽ trêu chọc, thế nhưng tối nay cha kia rất tỉnh táo và không bị mắc bẫy. Nishikata cũng vừa nghĩ ra kế sách nên nhắn luôn cho cô bạn hỏi cô có thích cá nhái không. Mà trong tiếng Nhật, từ cá nhái đồng nghĩa với từ hôn, chẳng khác nào là hỏi cô là có thích hôn không. Bên kia bà nhỏ sau khi nhận được tin nhắn này thì đỏ mặt luôn không kịp trở tay. Hồi sau bà đáp lại tin nhắn của cha nội này bằng một video nói rằng bà thích lắm.
Tới lúc này thì ổng đầu hàng rồi, đã hay ngại ngùng mà còn gặp Tính vậy nữa nên là khuôn mặt đỏ như gất luôn. Tập 10, sáng sớm vào lớp đã thấy anh cha kia ngáp lên ngáp xuống, thế nên là Takagi đã đưa cho ổng lọ thuốc nhỏ mắt. Thấy cha này nhỏ mắt cũng không xong nên là bả đã thách đấu rằng mình sẽ nhỏ thành công cho ổng trong một nốt nhạc. Nishikata không muốn thua nên là nhắm tịt mắt lại, thế là bà này cù lét cho mở mắt ra rồi thì xẹt xẹt, xong. Vậy là cha này đã thua cược nên là bị ép nhỏ mắt lại cho bả. Biết ổng hay ngại ngùng mà bả còn hỏi ổng là chuẩn bị hôn hay gì à, mà sao thấy lâu quá không có động tĩnh gì hết. Vừa lấy lại tinh thần tính tiến xét lại mặt của cô nhóc để nhỏ thuốc thì bất chợt nhỏ lớp trưởng Tenkawa bước vào và đập vào mắt của nhỏ là cảnh tượng không thể nào ái muội hơn. Nhỏ lớp trưởng bèn vội vàng đóng cửa lại và chạy ra ngoài trả lại không gian cho hai ông bà kia vì nghĩ rằng họ sắp sửa hôn nhau. Để thế thì còn rủ thêm nhỏ Hozo cùng lớp quay lại xem trộm. Tuy nhiên Takagi đã nói với lớp trưởng rằng thằng kia nó còn non lắm, không có như bà nghĩ đâu. Do hôm sau là bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi nên là Nishikata hẹn Takagi tan học ra bãi đất trống để cả hai cùng chơi trốn tìm. Đúng theo kế hoạch thì cô nhóc tinh nghịch sẽ là người bắt, còn anh chàng ngáo ngơ sẽ là người đi trốn. Thanh niên vô cùng háo hức chờ cô nhóc đếm ngược rồi đi tìm, bởi vì cậu biết thế nào bà cũng sẽ đi kiếm ở khu vực khác. Còn cha nội này thì lại trốn ngay sau hai cái thùng lớn tại bãi đất luôn. Mới vừa ló đầu ra xem không thấy bà nhỏ đâu, cứ nghĩ là bà đã đi chỗ khác rồi. Thanh niên quay người vào trong thì hoảng hồn giật thót tim khi thấy bà lại ngồi kế bên. Không biết bằng cách nào mà suy nghĩ cũng như là dự tính của thanh niên ngáo ngơ này luôn luôn bị cái bà mắm kia nắm thóp hết trong lòng bàn tay rồi. Cả hai tiếp tục đi về thì nhặt được trên đường một tờ giấy trông rất giống bản đồ kho báu, liền rủ nhau đi khám phá thử. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ học mà. Sau một hồi đi tìm hiểu theo bản đồ, hai cô cậu đã đến nơi. Tại đây có một cái cây to lớn và dưới thân cây có khắc tên của một đôi nam nữ. Takagi đoán rằng nơi đây có lẽ là nơi kỷ niệm ngày hôn nhau lần đầu tiên của cặp đôi đó, vì theo như tấm bản đồ, ký hiệu cuối cùng được vẽ trong đó giống với từ hôn trong tiếng Nhật. Sau khi nghe xong thì Nishikata thấy có vẻ khó xử nên muốn quay về, mà cô nhóc tinh nghịch kia thì có chịu đâu. Cô muốn là cả hai cùng ngồi dưới bóng cây nghỉ chân một chút. Thanh niên ngó ngơ cứ ngồi cạnh bà nhỏ thì trong đầu lại suy nghĩ lung tung sà beng. Bà nhỏ thì bạo dạn hơn, áp sát khuôn mặt của bà lại gần ổng rồi nói rằng nếu có được nụ hôn đầu ở đây thì quá lãng mạn. Thấy khuôn mặt của Nishikata đỏ lắm rồi nên là Takagi thôi không trêu chọc cậu nhóc này nữa. Sau đó thì cả hai cùng nghe nhạc với nhau. Tính ra cái khung cảnh của hai ông bà ngồi cùng dưới bóng cây ngắm trời mây và nghe chung một bản nhạc cũng lãng mạn không kém đó chứ. Tập 11. Vì muốn thắng Takagi nên là Nishikata đã giả vờ tình cờ gặp cô nhóc trên đường rồi bày trò phân thắng bại. Mà thật ra trước đó ổng đã có dò hỏi lịch trình của bà nhỏ này thông qua một cô bạn cùng lớp rồi nên là mới chờ sẵn ở ngã ba đường để gặp cô. Vừa gặp nhau thì thanh niên này giả bộ như mới vừa nghĩ ra một trò hay và muốn thách đố với cô nhóc xem coi ai đoán gần đúng với số bước chân từ ngã ba cho đến cây cột điện. Điều mà ổng không ngờ tới là bà nhỏ đổi số bước chân tới cây cột thứ hai thay vì cây cột đầu tiên, mà cây cột thứ hai ổng đâu có chuẩn bị trước. Tuy nhiên vì muốn giữ thể diện nên là cũng đành nghe theo. Trong lúc thi thố, Takagi cũng không quên hỏi móc méo Nishikata rằng có phải thật sự mọi chuyện chỉ là vô tình thôi hay là đã được sắp đặt sẵn. Sợ bị lộ tẩy là anh chàng ngại ngùng mới giục cô nhóc thì nhanh lên để còn đến cuộc hẹn sau nữa. Ui cha, tính ra ổng là người sợ bị lộ tẩy nhất luôn mà tới giờ lỡ mồm tự khai luôn rồi. Sau khi kết thúc chuyến du lịch với gia đình, Takagi hẹn Nishikata đến thư viện để tặng cho cậu nhóc món quà. Cậu cảm ơn rồi nhân tiện tặng lại cho cô nhóc món quà vì trùng hợp cậu cũng vừa kết thúc chuyến đi với gia đình luôn. Loại bánh mà ổng tặng cho bà nhỏ thật ra có vị rất chua. Vì muốn trêu ghẹo bả nên là ổng mới chọn loại này vì bên ngoài của vỏ hộp không có để thông tin mùi vị của bánh. Cô nhóc tinh nghịch rủ thanh niên ngáo ngơ đến khu vực sau đền thờ để cùng ăn với nhau. Cha này thì tính từ chối nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của bà kia thì cũng đồng ý đi đến đó. Khi đi chung với nhau, Takagi thổ lộ rằng rất cảm kích việc Nishikata đã để tâm đến cô nhóc và còn mua quà cho bả nữa. Thanh niên ngây thơ ấy nấy quá nên là không dám giấu nữa mà bật mí luôn mùi vị của loại bánh cho cô bạn cùng bàn nghe. Thấy cũng tốt bụng quá chừng á. Rồi, hôm sau nữa, trong lúc đi đến chỗ hẹn câu cá với nhóm bạn, Nishikata bắt gặp Takagi cầm nhiều đồ nặng do mới đi siêu thị về nên có ý định giúp đỡ cô nàng. Suốt cả quãng đường đi, anh chàng ngại ngùng muốn nói gì đó với cô bạn cùng bàn của mình, thế nhưng mà cứ e thẹn bản lẽn không nốt ra được câu nào nên là đành đổi đề tài nói chuyện cho nó đỡ khó xử. Nishikata đưa Takagi về tận nhà, sau đó định bụng sẽ đạp xe đi đến điểm hẹn với nhóm bạn. Nhưng không biết ổng suy nghĩ sao mà lại quay xe chạy lại nhà của bả rồi sau đó lấy hết dũng khí mời cô đi tới lễ hội hè cùng với cậu. Cái mặt của ổng lúc thốt ra câu đó thì đỏ lên thẹn thùng khỏi phải bàn luôn. Bà nhỏ Takagi sau khi nghe xong vui vẻ quá chừng, thế là bà lấy từ trong bịch đồ mới vừa mua 3-4 lon nước tặng hết cho ổng luôn. Vậy là mong muốn của bà nhỏ đã được đi lễ hội mùa hè cùng với người mình thích sắp thành sự thật rồi. Tập 12. Vì quên không đem điện thoại nên Nishikata không biết rằng Takagi sẽ đến trễ. Cậu nhóc ngồi chờ ở điểm hẹn đến toát mồ hôi tay.
Cuối cùng cô nàng cũng xuất hiện với một bộ yukata màu hồng dễ thương cùng với mái tóc búi phía sau hợp với bộ đồ. Trên đường đi tới lễ hội, cả hai còn bị những đứa trẻ khác đùa giỡn trêu chọc là một đôi tình nhân, khiến cho cậu nhóc đỏ mặt tía tai từ chối không kịp luôn. Đi chơi không quên thách đấu, Takagi đưa ra yêu cầu nếu như Nishikata làm được một việc gì đó giống với kiểu hẹn hò thì anh chàng sẽ thắng. Với cái tính nhát gái của mình, chỉ sợ cha nội này không dám làm liều mà thôi. Cả hai cùng trải qua những trò chơi dân gian tại những gian hàng trong lễ hội. Tính ra cơ hội để mà thanh niên ngáo ngơ này thắng lúc nào cũng có cơ mà ổng nhát quá chừng không có dám làm gì hết trơn á. Càng về sau thì lượng người đổ về lễ hội ngày một đông hơn. Đến khi bắt đầu màn trình diễn bắn pháo hoa thì Nishikata mới chợt nhận ra cậu nhóc đã lạc mất Takagi hồi nào không hay luôn. Cậu giáo giác tìm kiếm khắp các gian hàng trò chơi gần đó nhưng mà vẫn không thấy. Lúc này cô nhóc tinh nghịch cũng hối hả đi xung quanh để hỏi han và cậu bạn của mình. Trong lúc đi tìm Takagi thì Nishikata được cậu bạn cùng lớp ra tín hiệu chỉ điểm nơi của bà nhỏ. Bắt được tín hiệu, cậu liền chạy một mạch lên trên đó và băng qua những bậc thang cao để đến nơi của cô nhóc. Cô bạn này đứng phía trên nhìn xuống những dòng pháo hoa được bắn lên trời thì buồn bã vô cùng. Chợt nhìn xuống thấy bóng dáng hất hà hất hải của cha nội kia liền vui vẻ ra mặt. Tranh thủ chạy xuống gặp gỡ để không bỏ lỡ phút giây nào nữa chứ. Thế nhưng thật đáng tiếc khi mà cả hai vừa tìm thấy nhau giữa chốn đông đúc người thì pháo hoa cũng đúng lúc kết thúc. Takagi dường như sắp khóc đến nơi thì bất ngờ thanh niên ngáo ngơ Nishikata chủ động nắm lấy tay của cô nhóc dẫn xuống cầu thang. Cậu nói rằng không muốn phải lạc mất cô nàng thêm một lần nào nữa và cầu thang tại đây cũng rất nguy hiểm nếu di chuyển với bộ đồ yukata. Được Kuros nắm tay nên là bà nhỏ đã quên đi nỗi buồn liền. Vì không xem được pháo hoa ở lễ hội nên là cả hai đã rủ nhau ra bờ biển để đốt tạm pháo hoa mini. Thôi thì cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vậy là season 2 của bộ phim này đã kết thúc, quá là có hậu. Thanh niên ngáo ngơ này cũng đã mạnh dạn nắm tay được crush của mình rồi. Bà kia thì chúng ta khỏi phải bàn tới ha. Trong lúc chờ đợi tụi mình làm season 3 thì mấy bạn chuyển sang xem những bộ khác để ủng hộ tụi mình với nghe. Hy vọng là mọi người thích thú và thoải mái khi xem video của ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.